Mình sẽ tham quan cái dàn cái quầy hoa, bán hoa đào Tết này các bạn. Ôi cái đào bonsai, đào bonsai mà kiểu như người ta bonsai cho rêu hả, cây mấy cái cây địa y ha, nó mọc lên rất là đẹp. Cái rong, cái rêu nè, người ta phủ rong rêu nè, địa y lên nè, bonsai rất là ngộ nghĩnh. Đào bonsai địa y đây, đào hồng nè, còn bên đây là giang đào, đào trắng. Ôi đào trắng đẹp lắm, một chậu như vậy là 1,2 triệu nhất chiếc chi mai. Ngoài đào trắng này còn có tên gọi là nhất chi mai nữa các bạn. Một cái chậu này là cỡ 1,2 triệu, chậu này là cỡ 1,2 triệu mới vừa nghe người bán hàng. Không biết cái cây này bao nhiêu đó, họ đã mua về rồi. Rất là đẹp à, họ mua một chậu hoa đào, đào đỏ và một cây nhất chi mai. Cây này là 1,2 triệu nè, còn không biết cây này là bao nhiêu nữa. Anh cái cây đó nhiêu vậy anh? Cái này nè 2 triệu hả? Đẹp quá ha, không biết mình trồng lại được không. Một đồng dưới vào lửa đi. Đây là 2 triệu. Đây là quầy nha hả, đào trắng hay còn gọi là nhất chi mai. Bên cạnh kia là đào hồng. Rất là đẹp, nó cũng giống cái nhất chi mai này, cũng giống như cây đào thôi nhưng mà bông nó nhỏ hơn các bạn nè. Cái đào hồng thì bông nó to hơn cái đào nè, còn cái nhất chi mai thì cái bông nó nhỏ, cánh nó nhỏ, nó mảnh, nó có cái nét đẹp riêng của nó. Còn đào này, nhưng mình thì mình thích cái màu hồng hơn, tại màu hồng nó sặc sỡ hơn, nó đẹp hơn, nó mang sắc xuân nhiều hơn đó.